Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam liên tục bị xáo trộn lực lượng bởi các ca chấn thương cũng như một số trường hợp nhiễm COVID-19. Thiếu vắng nhiều nhân tố trụ cột nhưng đây sẽ là cơ hội cho những gương mặt mới được thể hiện mình. Vấn đề của huấn luyện viên Park Hang-seo là làm sao vừa trao cơ hội cho những tân binh, vừa đảm bảo cho thành tích khi chạm trán với những đối thủ mạnh sắp tới. Trong vài ngày qua, đội tuyển Việt Nam không đón nhận thêm ca chấn thương nào. Tuy nhiên, đội tuyển liên tục phát hiện thêm các ca nhiễm COVID-19. Những trường hợp mới nhất bị nhiễm bệnh trong buổi test nhanh vào sáng nay đó là Xuân Trường và Hải Huy. Trước tình hình này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đôn tiền vệ Lý Công Hoàng Anh từ đội tuyển U23 lên tăng cường. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh mang đến nguy cơ có thêm các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày tới, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không khỏi cảm thấy lo lắng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt với bài toán sử dụng nhân sự, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ở buổi đấu tập nội bộ với các cầu thủ U23 vào hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thử nghiệm với Thành Trung, Ariano Smith và Thanh Bình. Ngoài Thành Trung, gần như chắc chắn sẽ chiếm một suất bên cạnh Quế Ngọc Hải, vị trí còn lại trong bộ ba trung vệ đang được ban huấn luyện cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khi đó, tuyến tiền vệ và tiền đạo nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi so với hai trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.